Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài phím tắt trong 3ds Max 2022. Trước đây chúng ta đã quen với phiên bản 2020 về trước. Khi chúng ta muốn cài đặt phím tắt thì chúng ta vào mục Custom My và mục Custom User Interface. Thì chúng ta đổ phím tắt ở trong phần keyboard này. Nhưng sang đến phiên bản 3ds Max 2022, chúng ta vào mục Custom My, Custom User Interface. Sẽ không còn cái phần phím tắt ở đây nữa, mà bây giờ nó đổi vị trí rồi. Chúng ta vào Custom My, nó nằm trong một hotkey này. Và trong phần này chúng ta muốn đặt một phím tắt nào đó. Ở đây mình sẽ muốn làm một cái lệnh Mesh Smooth cho cái box này, thì chúng ta sẽ gõ vào đây một cái lệnh có tên là ME. Mình sẽ bấm vào đây một phím là phím B. Nó không nổi lên một cái cảnh báo nào. Chúng ta bấm phím Assign, có nghĩa là phím B sẽ là phím tắt Mesh Smooth này. Và mình thử thêm một cái phím nữa ở bên dưới này. Ví dụ mình bấm phím Ctrl A, nó báo ở đây này, có một cái cảnh báo này. Nếu mà chúng ta bấm vào nút Remove này thì nó sẽ xóa cái phím Ctrl A Select này đi. Do đó mình khuyên các bạn là chúng ta không nên thay đổi phím tắt của hệ thống. Vì khi chúng ta thay đổi phím tắt của hệ thống thì người khác động vào máy của các bạn sẽ không sử dụng được. Sau khi chúng ta cài đặt xong phím tắt của hệ thống rồi thì chúng ta sẽ bấm nút Done này để lưu lại quá trình chúng ta làm việc. Ở đây nổi lên một cái bảng thì chúng ta sẽ bấm vào nút Save thì chúng ta lưu lại. Ở đây chúng ta sẽ nó sẽ lưu đường dẫn này, máy của các bạn, Autodesk và 3ds Max 2022, mục User Setting thì các bạn đã tên là cái phím tắt của các bạn. Sau đó chúng ta bấm Save vào. Bây giờ chúng ta mở kiểm tra lại và Custom My Hotkey. Bây giờ chúng ta đang dùng chức năng phím của mình vừa cài đặt. Còn bạn muốn quay lại phím của hệ thống thì chúng ta kích vào đây. Đó, mình dùng phím này đi. Bấm nút Done nhá. Phím B đúng không ạ? Xem có phải chức năng Mesh Smooth hay không. Các bạn bấm vào phím B cho mình. Đó, bây giờ nó là phím Mesh Smooth rồi. Như thế là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt phím tắt cho 3ds Max 2022. Để theo dõi các video liên quan đến 3ds Max, các bạn vào mục trên clip khác tìm đến mục 3ds Max. Chúc các bạn thành công.